Rồi, chào các bạn nha. Mình chuẩn bị đi thăm bãi gắn nè. Chuyện qua quốc cơn mưa tầm tã chứ mong bữa nay dính gắn chúng mánh nè. Mẹ mình quá đang mặn đồ đi nấu ăn á. Này, con chuột mình mới bắt vô. Đó, bữa nay hết chuột rồi, bữa nay chiều nay mình phải đi mua chuột nữa. Bữa nay có thằng em mình á, Sài Gòn về nghỉ Tết á, về chơi á, sẵn dẫn đi thăm bãi gắn cùng với mình luôn. Rồi, cái gì tới điểm thăm mình quay tiếp cho bạn xem nha. Rồi, mở cái hàng đầu tiên coi, mở hàng đầu tiên quất con khủng khủng coi. Ôi, bẫy mình sao bao cách cách chân trời. Ây da, con cái này chắc chất quớt rồi quá. Thấy chuột cắn ba banh chành thấy chất quớt. Ủa, sao cái bẫy mình văng dưới luôn nè. Chắc chuột nó tha gác nó kéo mà, ngã cái bẫy. Bẫy mình đặt trên đó. Ô, chuột khóa quá. Cái đầu tiên thấy hãm tài ghê không không? Nó tha gác á, rồi nó kéo luôn á, rồi cái bẫy ngã. Thôi để mình lấy gác ra, mình bỏ mồi vô lại. Lúa với ổi cho nó ăn. Cái đầu tiên mới hạn thấy suôn sẻ vậy ta. Chỗ này mình đặt cái chân chỗ trụ điện cao thế mà. Ủa, nó nghe eo, cao kinh khủng không? Quá trời cao luôn. Vậy cao thế. Nãy giờ thăm mấy cái chất quất. Ủa, con gì kêu ta? Bạn nghe không? Con chim gì kêu á? Con ghe dừa đó đó. Nãy giờ thăm ba bốn năm sáu cái à, chất quất các bạn ơi. Hôm muốn cơn mưa ngon quá sao bữa nay thăm chất quất người ta. Nặng nặng cái coi. Quất nè. Trời ơi, ngắn hoành có chút xíu à. Úi trời ơi, ngắn hoành. Đi đâu mini. Ồ, ỉa cất chứ. Trắng xóa chứ. Nhỏ mà yếu quá trời à. Bạn thấy không? Yếu quá trời á. Con ngắn nhỏ khỏi mở bao luôn. Quá nhỏ xíu. Nhỏ mà yếu quá chị á. Kệ, có gắn là mừng rồi. Gắn nhỏ này về mình nuôi. Cứ lái yếu quá chị á. Đừng nói kẹt đầu nghe. Kẹt đầu là buồn lắm à. Ui, ỉa nữa. Trời ơi. Ỉa nữa. Xíu. À, về nuôi hên là không kẹt đầu, chắc nó mới đi hôm á, mới vào hôm không, không kẹt đầu, vậy mà sướng chuột mình mất tiêu luôn trời, dữ dằn chứ. À, ôi ôi này qua vậy á. À, giờ ba chuột bỏ vô đặt tiếp thôi. Ừ, xin lỗi ăn nha, nó quờ chúng mới quay. Rồi, để em mình xuống thăm thử các bạn ơi, mình thăm dính gắn mình nhỏ xíu để thăm thử lấy hên không. Nặng ai bước hoành cái máy vậy đã. Yeah. Nhìn biểu hiện nó biết chất quất rồi. Trời ơi, đeo khẩu trang nó ớn lạnh rồi chứ. Để lại giống cũ á. Để cho sát đất nha, đừng có để lên trên bờ nha. Để cho nằm mặt đất á. Rồi lấy cỏ đậy lên trên lại. Tại vì này trời nắng, không đậy cỏ lên chuột dễ chết lắm. Nắng quá. Trời ơi, nghe mình thăm bẫy nhìn thấy bá đạo chứ. Nào giờ nó chưa biết thăm bẫy gắn là gì luôn. Chỗ này đợi rồi dính gắn hổ ngựa nè. Bợn con khủng khủng rồi. Nặng đó nha. Ô, có gà. Ôi, con khổ hành kẹt đầu các bạn. Ôi, bên này toàn mini không vậy ta. Khổ hành cũng bự quá trời mà. Con này cũng khoảng 30 gram á, mà sao kẹt đầu. Lưới cái bị lỗi không ta? Cái này hay đang giải còn sống đang mới. Mong là còn sống đi. Đừng chết buồn lắm nha. Ôi chết rồi các bạn ơi. Buồn như con chuồn chuồn luôn. Thôi để mình xử lý cái này chắc cẩu đầu chạm nó quá. Chết queo rồi. Buồn quá. À, sáng giờ mini không trời. Cái này con gái này cái này rồi thăm chút quốc các bạn ơi. Chỗ này lý tưởng lắm mà. Mình nghĩ chỗ này cái thứ cao gì cũng dính à. Hay gọi thăm Trung Quốc. Nặng rồi. Cút nè. Con chuột mình còn luôn. Hello hello luôn. Chỗ này quá ngon chưa dính ta. Lại kỹ luôn được. Thời buổi giờ giang hồ hiểm ác quá. Bị mắc bẫy hoài. Nặng nặng cái coi, nãy giờ thăm mấy cái chất quất à.
Hai người lội mệt quá các bạn. Ê, nặng rồi, giờ đỡ mệt cái nghe. Cút nè. Ui, gắn hoành chờ bá luôn ghê. Quá đỡ, quá đỡ. Gắn hoành nha. Có hàng rồi, có hàng rồi, hàng bự rồi. Ồ, con này chắc khoảng nửa ký các bạn ơi. Thấy nặng quá, gướng nhánh cây tưởng đâu bự lắm chứ. Này này khoảng nửa ký à. Để mở bao ra. Có gắn mừng rồi, chục nửa ký là ngon rồi. Cái tiền cái bẫy này mình thăm lần thứ hai nè, bẫy này mới mình cái này rồi thăm Trung Quốc. Ủa, ui 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 nó ói chuột ra dồi không gớm. Dạ ói chuột ra gớm quá, ui dồi không, ui mắt mày xinh quá thấy ha. Nó ói dồi ra, ăn chuột ra dồi không gớm. Con để mình tranh thủ mình bắt cái ra. Con này khoảng nửa ký á. Quá đã, quá đã. Ủa, phá hôm luôn. Ôi chuột gớm, thú quá. Rồi bò đi, ngại ngùng những miếng nữa nè. Rồi á. Ra đi. Chui trên thôi, nó kéo ra bạn ơi, chuột thú quá chịu hết nổi. Rồi bên kia, bên kia đi, trời ơi nó rút bên kia thú quắc, chuột thú quắc bên kia kéo ra. Ủa ỉa chưa ra khỏi lọc rồi ỉa. Ui 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 ỉa nữa. Ui sự đó, quá đã, quá đã. Quá đã, quá đã. Con này chắc khoảng nửa ký à, nửa ký, nửa ký rưỡi à. Rồi mình tranh thủ mình bỏ chuột cho đặt tiếp thôi. Ôi chuột ra gớm quá. Khổ quá trời cỏ. Này là nặt cái chân bụi chuối nè, bụi chuối thiên thoại của mình. Ê con cái đây, muốn con hành cái máy cho đã rồi. Ô xe chạy ra, nguy hiểm luôn, mình gặp. Nặng ở nha. Cuốc nè. Ủa chuột mình đâu ta? Đừng nói chuột chết nha, buồn. Ờ chuột lúa đầu kìa. Hello mình kìa. Thôi phát lương cho nó luôn. Chuột mà mình cho nó ăn ổi với lúa mập mạp bởi mấy chiếc gắn khoái lắm. Kêu lại. Chỗ này trước sau cũng bợ thôi. Thầy chửi lên, thầy bổ về gian hồ hiểm ác quá. Nặng cái coi. Ây da, nắng quá các bạn ơi. Nắng kinh khủng. Ổ mồ hôi nụm nụp mà hôi mẹ mà hôi con đổ nụm nụp luôn. Ây da, cái này mình đặt sát với mấy bờ luôn. Phút nè. Ôi trời ơi, ngắn hành chút xíu. Vô, vô, vô. Ôi trời ơi, nó kẹt đầu nữa. Úi. Vô làm lại chuột, chuột còn luôn. Gắn hoành cũng bự chứ, cũng là 300 gram à. Sao là kẹt đầu vô lộn lợn chuột. Kẹt mớm đậm xíu rồi ha. Chết hay gì vậy, chết queo đó. Trời ơi, lại chết nữa à. Nó ngày gắn chết cái gì ta. Buồn như con chuồn chuồn luôn. Gắn bự ghê. Để mình xử lý cái này các bạn. Chuột đúng là lợi hại chứ. Đúng là đệ tử của Trương Tâm Phong truyền dạy mà. Để mình xử lý cái này. Gắn 300 gram với nhau nhỏ đó mà sao vô làm là kẹt đầu. Vô chắc lộn lại chuột, chuột cắn sợ quá chạy chẹt đầu luôn. Cái này chứ dính con gắn lục cườm các bạn. Mà mình thả nó đi á. Cái chỗ quyền hội của mình là dính biết nhiêu gắn hoành anh mà nói à. Nặng coi. Ê. Dạ, hình như nặng à, nặng à. Quá nè. Ủa, hổ ngựa chà bá luôn kìa. Hổ ngựa á. Nhìn nín luôn. Ủa, không rồi, ủa sợ, quá đã, quá đã. Bắn qua. Có người bên kia nè, hình nó nhỏ thôi, nó đang mọc ổi gì đâu bến. Thì nắng càng tràn rồi, còn mọc ổi trời. Công nhận người đó xiên dễ sợ. Mà nói cuộc sống người nông mà, phải có làm mới có ăn chứ. Làm nông cũng nhiều cái khổ lắm mà. Bắt mặt cho đất, bắt lưng cho trời. Ai, để mở ra.
Ngắn hồ ngựa chập bá luôn, giận cháy á. Cái là bẫy này lúc trước dính gắn lụp cườm nè, rồi mình thả nó. Ồ, thù gắn. Con này chắc khoảng 800 gram ạ. Cái hồi về thử một cân gắn này coi. Gắn này khoảng 800 gram, giận cháy luôn. Quá đã, quá đã. Rồi đây mình bắt nó ra. Nắng quá trời đó. Này cái nơi gần gọi là gắn gồng sọc dưa đó. Gắn này nó không có độc nhưng mà cắn dữ lắm. Ôi trời ơi, ỉa chưa bắt ra các bạn thấy. Ỉa. Ồ nó quậy muốn banh cái hôm luôn trời. Ra ra đi cưng. Ra. Ra đi. Ồ thù chập ba lửa luôn, gắn. Con này khoảng 800 gram. Thôi. Đó, chạy cưng thợ ra tới lưới rồi mổ cọc gớm. Ôi, ỉa quá chị á. Chưa ra khỏi bẫy mình ỉa. Muốn sao, có kích là có tiền. Trời ơi, lưới dính tùm lum hết trơn. Ỉa ghê hồn. Tụm gà mình bẫy dính phụ ngựa hoài á. Mình bẫy theo kiểu bắt hoa hành mà sao cứ dính phụ ngựa hoài à. Nè các bạn thấy không? Con gắn chập bá luôn, kinh khủng đó. Rồi giờ mình bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Quá đã, quá đã. Chỗ này trước mình tức hoài các bạn. Chỗ này trước dính gắn hoa hành khoảng nửa kg mà không nghĩ sao bị cái lưới bị lỗi á, nó kẹt đầu chứ xình, tức dễ sợ luôn. Tới giờ còn nhớ, tính ra hơn nửa tháng à. Hôm nay kiếm hoa hành chập bá lửa thôi. Cút nè. Con chuột mình còn luôn, hello mình luôn. Để mình phát lương cho nó. Nhớ ăn có sức khỏe nha. Rồi mấy chú gắn đi tới lưu nhớ mời nó quạo cà đậm đạm nghe không. Mày ăn nghe tao thương. Cái hôm mình sẽ bị kỵ ta. Kê con gà đen. Bảy mà ngon quá trời luôn. Chỗ này không dính ba ngắn hoài này đó. Sao thăm hai ba lần gần đây chất quốc. Hết gắn thì sao. Dễ gì, nó gắn dễ gì. Trời mưa tới xuống là mưa xuống là lụm gạo liền. Tại kỹ lên phải buổi thời gian đồ bị mát quá. Mắc bẫy hoài à. Rồi. Cái này đã rồi mình thăm Trung Quốc. Mong lần này bợ con khủng khủng. Nặng nặng nữa. Nãy giờ thăm 5 6 cái rồi, Trung Quốc. Cầm chó thà bị hái thà banh hết cái bẫy nó ngồi sửa buổi trời chứ. Chỗ này vườn không có nhà cửa mà sao có chó đâu, không biết nữa, hiểu nổi. Ê. Nè, trời ơi, lại gắn lục cơm nữa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thứ này là mình không mê nè. Ui, gắn lục cơm nhìn thấy gớm. Có người bạn thì nói là nó có độc, có người nói không có độc. Rồi gắn này, mình quả chà đậu nhất, chà bá lửa mà thấy. Đó. Ôi trời ơi, gắn chập ba lửa luôn. Thứ này mình không mê. Tưởng vô hổ hành gì chứ đã chút. Ai ngờ lục cườm nữa. Để mình thả nó các bạn. Cái này có người nói cái độc không độc gì mình không biết sao, thôi để thả nó đi. Muốn con chuột mình bụng út nách. Chán mình chứ. Đó, bạn thấy gớm không? Nó mổ cọc thấy gớm không? Ghê hồn. Quất con chuột mình cái bụng út nóc. Rồi để mình thả nó. Cái mà dính hoài chạy tính ra mình dính cũng 3-4 con rồi đó. Ở đây mình có một cái nè. Bữa nay có vẻ thất thu các bạn. Bữa nay không phải tính ra dính gắn cũng nhiều chứ không phải nhiều. Mà gắn nhỏ nhỏ kẹt đầu chết sình rồi chứ không à. Nhưng lại mấy bữa nay khoảng nói chung là thấy khoảng nửa tháng nay mình thăm 7 cũng ít lắm. Mình tranh thủ về mình làm 7 đem xuống 7 mối. Chỗ mình địa điểm đặt 7 nó cũng tương đối nhiều. Chứ lại gần tới mùa bạn ơi, gần tới mùa mưa xuống rồi. Bởi vì ai cũng đi đặt bẫy hết, mình cũng tranh thủ mình dành thời gian ra mình làm bẫy á. Bẫy mình tự làm không à, chứ không mua. Nên tụm gài thăm bẫy cũng ít nên gắn nó cũng ít, các bạn xem thông cảm giùm mình nha. Thằng nặng rồi. Không còn chập bá lửa rồi. Cút à. Ú, con chuột mình nó hello mình luôn. Để mình phát lương cho nó. Mấy con chuột mình nuôi nó mập mập quá mà. Mình gắn sao nó không phá vô được cũng mới lạ.
Ồ, nó bay bay gần dưới ta nghe. In nổi. Rồi cái này là cái cúng cùi, là cái cuối cùng luôn các bạn ơi. Mình tranh thủ về để mình làm bẫy. Cái mai chắc mình đi đặt thêm khoảng 20 cái nữa, tranh thủ đặt. Mấy gà gắn mấy tháng này gắn nó cũng ít đi lắm, như tranh thủ mình đặt mấy cái điểm mới mới nó dễ dính hơn. Rồi nãy coi. Ồ cho coi. Cú à. Rồi luôn con chuột mình còn luôn. Bắt luôn cho nó. Bữa nay chắc mình đón chắc cũng được khoảng, nếu mà tính mấy tính gắn gắn hoành với gắn hổ ngựa chắc gom lại chắc mình đón chắc khoảng 2,3 kg khoảng đó. Cái về hồi mình căng thử là được, như lượng gắn hoành là khoảng nửa ký á, cũng mừng. Rồi mấy gắn chết mình không tính đâu, gắn chết mình bỏ mình, còn khoảng 300 g á, 350 g vậy mình sẽ kẹt đầu kẹt mí đầu xíu thì chết sình. Ủa nó chết vô sình mới chết rồi. Tính ra chuyến thăm này mình hai con chết, con mắt cũng mắc hết 400-500 g rồi khoảng. Ủa ờ đúng rồi, khoảng nếu mà tính ra ba con chết khoảng nửa ký rồi đó. Mình về mấy cảnh đó mình không có quay, về mặn luôn, để mặn luôn. Thế hồi về mình căng thử được, được bữa nay được hai hổ hành sống với con hổ ngựa. Con hổ ngựa bự chắc khoảng nửa ký đó. Mình đón là vậy. Con hổ ngựa à, dạ con đó chắc khoảng theo mình nghĩ chắc cũng khoảng 800 g. Để hồi về mình căng thử được như chim quắt rồi, nó kêu quá trời ta bạn nghe không? Quắt quắt á đó. Bữa nào kết với mình, bữa nào mình đi gài quắt cho coi. Tôi này nghe quắt nhiều lắm, bữa nào mình đi gài một bữa. Rồi, vậy tới nhà các bạn ơi. Bữa nay thăm tương đối đắc thù hỉa. À, nhìn cái mặt này nè, dễ thương không? Máy xanh ra là không à, 4,6 kg đó. Ôi, nùa nước à. Này con của ông anh Khang mình. Mời các bạn nha, cái nước quá. Cái chanh này bữa nay mình đi vô trong ruộng á. Mấy chanh này đốn người quen á. Họ đốn chơi, xin mấy trái về làm. Nó ba mình đang mang mấy con gắn kẹt đầu á, gần mang kẹt đầu á chết á, mình cắt cẩu rồi chạm hết đây. Bữa nay luôn con hổ ngựa chập bá luôn. Ủa dần cháy để căng thử được nhiêu. Tết tết tên hai con hổ ngựa hảo hành, đừng con trọng trọng nửa ký, còn con kia như mới đẻ sao như xíu xíu. Cái ngồi gì con nhỏ đó mình ra sao hò sao nhà mình thả nó, thả vô trong hồ anh nuôi. Cái đèn 550 g, 550 g vậy. Con kia không tới nửa ký ta, kia khoảng 450 g à. Úi sợ ơi, 550 g còn lại 500 nửa ký vậy. Con kia 100 g gì vậy, con này có nửa ký hết 400 g. Trời gắn cái tháng này nó ốm nhất lắm nhiều bạn ơi, không nào các bạn ơi, nóng quá nó ở trong hàng nó ốm quá trời. Được nửa ký hổ hành nè, buồn như con chuồng, con hổ ngựa nữa, kìa kinh khủng chứ. Hồi nãy bắt ra nó ỉa như vậy, con ỉa nó kinh luôn. Ồ, nó thòng xuống. Con ngựa là thôi nó ỉa kinh khủng. Mình đón là 700-800 g. Trời ơi, con ngựa 950 g bạn ơi, con này 1 kg nè. Vậy còn 950 g, con ngựa 950 g, dữ thiệt. 950 g. Với cái này nửa ký nữa là 1,4 kg. Thôi giờ cũng đỡ rồi. Tổng này là 1,4 kg. Mấy gắn chết rồi mình không tính nha. Có hai gắn chết là con mỗi con nó khoảng 300 g. Kẹt đầu cũng nghĩ sao, kẹt đầu dính mí đậu xíu. Thôi mình cũng xin kết thúc video đây. Chúc các bạn xem video khỏe nha. Chứ xài chút về chút là chết cho mình liền. Muối ớt liền.